Tin tức đáng chú ý ngày hôm nay được mang tới bạn bởi kênh YouTube Báo Việt Nam Net. Sau đây là những nội dung chính. Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris ngày 21 tháng 9 đã đồng ý với đề nghị của kênh truyền hình CNN trong một cuộc tranh luận thứ hai với cựu Tổng thống Donald Trump vào ngày 23 tháng 10. Tuy nhiên, ông Donald Trump đã bác đề nghị này của bà Harris. Theo cựu Tổng thống Mỹ, hiện đã quá muộn cho một cuộc tranh luận tiếp theo vì quá trình bỏ phiếu đã bắt đầu. Ông Donald Trump và bà Harris đã có cuộc tranh luận đầu tiên và cũng là cuối cùng vào ngày 10 tháng 9. Và theo các cuộc khảo sát, bà Harris được cho là người chiến thắng trong sự kiện này. Trước đó, ông Donald Trump từng có cuộc tranh luận với Tổng thống Biden hồi tháng 6. Sự kiện đã khiến Tổng thống Biden sau đó dừng tranh cử và nhường chỗ cho bà Harris. Dù ông Biden đã có một màn thể hiện đáng thất vọng. Ngày tổng tuyển cử ở Mỹ sẽ diễn ra vào ngày 5 tháng 11. Và theo kết quả của các cuộc khảo sát, tỷ lệ ủng hộ đối với cả hai ứng viên vẫn đang rất sít sao. Do đó, việc giành được lá phiếu của các cử tri còn lưỡng lự có thể sẽ là yếu tố quyết định kết quả cuộc bầu cử năm nay. Ông Zelensky mang kế hoạch chiến thắng tới Mỹ. Theo Pravda, trong ngày 22 tháng 9, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã có mặt tại New York nhằm chuẩn bị cho cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Joe Biden. Tại đây, ông Zelensky đã có cuộc phỏng vấn với tờ New Yorker nhằm hé lộ một số thông tin về kế hoạch chiến thắng mà Ukraine đã chuẩn bị. Kế hoạch chiến thắng này được thiết kế với niềm tin rằng Tổng thống Biden sẽ ủng hộ nó. Sẽ là một điều tồi tệ nếu ông Biden phản đối kế hoạch của chúng tôi. Nó sẽ khiến xung đột tiếp tục kéo dài hơn nữa. Tuy vậy, tôi sẽ không trách cứ ông Biden ngay cả khi điều đó thực sự xảy ra. Ông ấy là người đã luôn ủng hộ Ukraine kể từ đầu cuộc xung đột, ông Zelensky chia sẻ. Theo Tổng thống Zelensky, mục tiêu chính của kế hoạch chiến thắng là nhanh chóng củng cố năng lực quốc phòng của Ukraine. Không chỉ là những lời nói suông như trước, lần này Moscow sẽ cảm nhận được chiều sâu của kế hoạch và cam kết ủng hộ từ các đối tác của Ukraine. Tôi sẽ trình bày những bước cụ thể để củng cố năng lực của Ukraine trong tháng 10, tháng 11 và tháng 12. Một Ukraine mạnh mẽ sẽ buộc Nga phải ngồi vào bàn đàm phán, ông Zelensky nói. Cũng theo Tổng thống Zelensky, ông dự kiến sẽ trình bày kế hoạch chiến thắng với cả ông Trump và bà Harris. Tôi đã nói chuyện với ông Trump qua điện thoại. Ông ấy tỏ ra thiện chí và hứa sẽ hỗ trợ Ukraine, ông Zelensky nói thêm. Ukraine kêu gọi phương Tây gỡ bỏ hạn chế vũ khí tầm xa. Theo Kyiv Independent, trong ngày 22 tháng 9, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã lên kế hoạch kêu gọi các đối tác phương Tây cho phép Ukraine toàn quyền sử dụng các loại vũ khí tầm xa. Trong vòng 24 giờ qua, đã có 21 người bị thương khi Nga dùng bom lượn tập kích một chung cư ở Kharkiv. Từ đầu tuần này, có ít nhất 31 người thiệt mạng và hơn 200 người bị thương vì các đợt tập kích của đối thủ. Nga đã phóng ít nhất 30 quả tên lửa, 400 UAV và 900 quả bom lượn vào các vùng lãnh thổ Ukraine trong những ngày qua. Và chúng tôi cần năng lực để bảo vệ người dân của mình, ông Zelensky cho biết. Tổng thống Zelensky khẳng định Ukraine cần có quyền sử dụng vũ khí tầm xa để tập kích các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga và ông sẽ thảo luận với các đối tác trong tuần tới để gỡ bỏ hạn chế. Ở thời điểm hiện tại, Mỹ và phương Tây chỉ đồng ý để Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa ở các khu vực biên giới. Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris cho rằng Taylor Swift can đảm khi công khai chia sẻ quan điểm chính trị. Trong cuộc phỏng vấn của Wired, Phó Tổng thống Mỹ nói bà tự hào khi nhận được sự công khai của Taylor Swift. Tôi vui mừng khi được Taylor Swift ủng hộ. Với tôi, Swift là nghệ sĩ đáng kinh ngạc. Tôi tôn trọng lòng dũng cảm mà cô ấy làm được trong sự nghiệp của mình. Cô ấy bảo vệ những gì mình cho là đúng trong suốt sự nghiệp, bà Harris nói với Wired. Trước khi Phó Tổng thống Mỹ trực tiếp nói cảm kích Taylor Swift, chiến dịch tranh cử của bà Kamala có động thái thu hút sự chú ý của fandom nữ ca sĩ. Chiến dịch tận dụng tuyên bố tôi ghét Taylor Swift từ ông Trump và đưa tuyên bố dài 28 lần nhắc đến tên bài hát hoặc lời bài hát của nữ ca sĩ. Việc tung ra bài đăng đề cập đến giọng ca Cardigan sau tuyên bố của ông Trump giúp chiến dịch tranh cử của bà Harris nhận được nhiều sự ủng hộ của các fan hâm mộ Taylor Swift. Đầu tháng 9, Taylor Swift đăng bài trên Instagram nói quan điểm đứng về phía bà Kamala Harris, sau đó kêu gọi người theo dõi bỏ phiếu ủng hộ Phó Tổng thống Mỹ. Giống như các bạn, tôi đã xem cuộc tranh luận Tổng thống Mỹ, tôi sẽ bỏ phiếu cho bà Kamala Harris vì bà ấy đấu tranh cho quyền lợi mục đích mà tôi tin rằng chúng tôi cần phải bảo vệ. Tôi tin bà Harris là nhà lãnh đạo vững vàng, tài năng và làm được nhiều thứ. Nước Mỹ cần sự bình tĩnh chứ không phải hỗn loạn, Taylor Swift viết. Nữ ca sĩ còn cho rằng đây là thời điểm tốt để cử tri nghiên cứu vấn đề họ quan tâm nhất. Cô đồng thời kêu gọi người hâm mộ nên tìm hiểu lập trường của các ứng viên, chủ đề họ quan tâm trước khi tiến hành bỏ phiếu. Một ngày sau bài kêu gọi của Taylor Swift, người phát ngôn của Cơ quan Quản lý Dịch vụ Tổng hợp Mỹ nói với CNBC rằng bài đăng trên Instagram của Taylor Swift ủng hộ Phó Tổng thống Kamala Harris
thu hút ít nhất 337.826 lượt truy cập vào vote.gov, trang web của chính phủ Mỹ hướng dẫn người dùng thông tin bỏ phiếu cụ thể của từng tiểu bang. Trong khi bà Kamala cảm kích Taylor Swift, ông Trump nói nữ ca sĩ phải trả giá vì ủng hộ bà Kamala. Trước đó, cựu Tổng thống Mỹ chỉ trích Swift vô ơn. Ông Trump cho rằng trong nhiệm kỳ 2017-2021 của mình, ông ký đạo luật hiện đại hóa âm nhạc để hỗ trợ sự nghiệp của Taylor và các nghệ sĩ khác. Tuy nhiên, Swift lại ủng hộ ông Joe Biden và bà Kamala Harris thay vì ông. Mật vụ theo sát Barron Trump. Theo nhiều sinh viên, cuộc sống của họ bị xáo trộn sau khi Barron Trump nhập học tại Đại học New York. Họ bức xúc vì mật vụ theo sát con trai cựu Tổng thống Mỹ, yêu cầu sinh viên xuất trình giấy tờ khi vào lớp học có mặt Barron. Ngày 20 tháng 10, Daily Mail đăng tải đoạn video ghi lại khoảnh khắc Barron Trump đi học tại Đại học New York, Mỹ. Con trai của ông Donald Trump mặc đơn giản, phối áo sơ mi với quần jeans và giày thể thao. Tờ báo nhận định Barron đang cố gắng để trông giống mọi sinh viên khác. Tuy nhiên, chiều cao hơn 2m và cái mác con trai cựu Tổng thống Donald Trump khiến Barron không tránh khỏi sự chú ý. Việc mật vụ theo sát Barron suốt thời gian anh xuất hiện ở trường cũng thu hút sự hiếu kỳ của sinh viên. Trong video, Barron được nhóm mật vụ vây quanh, theo sát anh dọc hành lang trường và hộ tống vào tận bên trong giảng đường của Đại học New York. Một người bạn cùng lớp của Barron nói, nhóm mật vụ từ chối khi có sinh viên muốn chụp ảnh cùng con trai ông Trump. Có một số người cố gắng tiếp cận và trò chuyện, chụp ảnh với Barron khi lần đầu nhìn thấy con trai cựu Tổng thống Mỹ. Theo tôi quan sát, Barron im lặng, chú ý học tập, lính canh đứng bên ngoài chờ, thậm chí yêu cầu chúng tôi xuất trình giấy tờ trước khi vào lớp, một sinh viên nói với Daily Mail. Nhiều sinh viên phàn nàn, thậm chí bức xúc vì bị yêu cầu xuất trình giấy tờ. Họ cho rằng cuộc sống bị xáo trộn khi Barron Trump nhập học. Nếu ông Trump có bất kỳ lo ngại nào về Barron, thì không cần phải lo lắng, không ai muốn quấy rối Barron đâu. Chúc cậu ấy có một trải nghiệm tốt đẹp ở đại học, một sinh viên khác chia sẻ. Các hệ thống đánh chặn đã được kích hoạt ở miền Bắc Israel khi Hezbollah phóng một loạt tên lửa qua biên giới vào sáng sớm nay 22 tháng 9. Theo tờ Jerusalem Post, còi báo động cảnh báo không kích đã được kích hoạt vào lúc 1 giờ 10 giờ địa phương tại các khu vực Haifa, Nazare, Afula và Hạ Galilee của Israel. Chia sẻ trên mạng sau X, quân đội Israel IDF cho biết khoảng 10 vụ phóng đã được phát hiện từ lãnh thổ Lebanon. IDF cho hay hầu hết các quả đạn đã bị đánh chặn. Tuy nhiên, một tên lửa đã rơi xuống khu vực Nazare. Theo MDA, Tổ chức Dịch vụ Y tế Khẩn cấp và Thảm họa của Israel, một người đàn ông 60 tuổi đã bị thương nhẹ do trúng mảnh đạn ở Hạ Galilee. Trong khi đó, kênh truyền hình Lebanon Al-Mayadin dẫn lời một phát ngôn viên của nhóm vũ trang Hezbollah cho biết nhóm này đã bắn hàng chục rocket Fadi 1 và Fadi 2 vào căn cứ không quân Ramat David của Israel để đáp trả những cuộc không kích mà trước đó Israel đã nhắm vào Lebanon. Đợt pháo kích này đánh dấu sự leo thang căng thẳng mới nhất giữa Israel và nhóm Hezbollah ở Lebanon. Hezbollah đã thực hiện nhiều cuộc tấn công xuyên biên giới nhắm vào các mục tiêu của Israel để thể hiện tính đoàn kết với nhóm vũ trang Hamas kể từ khi Israel triển khai chiến dịch quân sự ở dải Gaza. Trước đó, IDF cho biết đã tấn công khoảng 180 mục tiêu của Hezbollah ở miền nam Lebanon trong ngày 21 tháng 9. Còn hôm 20 tháng 9, các tiêm kích của Israel đã tấn công khu ngoại ô của Beirut, tiêu diệt một số chỉ huy cấp cao của Hezbollah. Theo chính quyền Lebanon, 37 người đã thiệt mạng trong vụ tấn công trên. Mỹ hối thúc công dân rời khỏi Lebanon. Đại sứ quán Mỹ tại Lebanon kêu gọi công dân Mỹ rời khỏi Lebanon giữa lúc các chuyến bay thương mại vẫn có thể hoạt động, khi mà xung đột giữa Israel và Hezbollah đang căng thẳng. CNN đưa tin, hôm 21 tháng 9, trong bản cập nhật khuyến cáo đi lại, Bộ Ngoại giao Mỹ cảnh báo công dân nước này không nên đến Lebanon do tội phạm khủng bố, bất ổn dân sự, bắt cóc, mìn chưa phát nổ và nguy cơ xung đột vũ trang. Khuyến cáo cấp 4, mức cao nhất do Bộ Ngoại giao Mỹ ban hành, cho hay công dân Mỹ ở miền nam Lebanon gần biên giới với Syria hoặc trong các khu định cư tị nạn nên rời khỏi những khu vực đó ngay lập tức do các cuộc tấn công xuyên biên giới và đụng độ tiềm tàng giữa lực lượng an ninh với các nhóm cực đoan. Ngoài ra, khuyến cáo nhấn mạnh những người quyết định ở lại Lebanon nên chuẩn bị sẵn nơi trú ẩn phòng trường hợp tình hình trở nên tồi tệ hơn. Hezbollah đề bạt hai chỉ huy cấp cao mới. Nhóm vũ trang Hezbollah ở Lebanon hôm 21 tháng 9 đã bổ nhiệm hai quan chức cấp cao là Ali Karaki và Tan Al-Hamia để thay cho vị trí của chỉ huy Ibrahim Aqil vừa bị Israel ám sát. Thời báo Israel dẫn thông tin từ Hezbollah cho biết quan chức Ali Karaki là người đứng đầu bộ chỉ huy miền nam của nhóm vũ trang này và đây là cơ quan chịu trách nhiệm cho các hoạt động quân sự ở miền nam Lebanon. Trong khi đó, quan chức Tan Al-Hamia lại là chỉ huy đơn vị 910, đơn vị phụ trách các nhiệm vụ tấn công của Hezbollah ở nước ngoài. Thời báo Israel nhận định, việc Hezbollah nhanh chóng bổ nhiệm hai quan chức cấp cao mới diễn ra trong bối cảnh IDF trước đó một ngày đã thực hiện vụ không kích ở vùng ngoại ô thủ đô Beirut, khiến chỉ huy Ibrahim Aqil
phó lãnh đạo lực lượng biệt kích Radwad, thiệt mạng.